Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Nga tăng cường tấn công trên mọi mặt trận ở Ukraine Theo trang tin Ukraine Pravda, Bộ Tổng tham mưu Ukraine sáng ngày 30 tháng 11 đăng tải thông tin trên Facebook cho biết Nga đang tăng cường tấn công trên tất cả các mặt trận ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Trong vòng 24 giờ qua, 101 cuộc giao tranh đã nổ ra, Tổng cộng đối phương đã triển khai 28 cuộc không kích, thực hiện 43 vụ tấn công bằng các hệ thống phóng tên lửa nhằm vào các vị trí của chúng ta cũng như các khu dân cư, thông báo cho biết. Thông cáo nêu thêm, Sinsitska, Petropavlivska, Kupian và Kuliripska ở tỉnh Kharkov và Novomikhalivska, Andivska, Novokrenska ở tỉnh Donetsk bị không kích. Khoảng 110 khu vực ở Sumy, Kharkov, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Kherson và Mykolaiv bị pháo kích. Ở mặt trận Liman, tỉnh Donetsk, miền Đông, quân đội Ukraine đã đẩy lùi 24 cuộc tấn công. Ở Bakhmut, lực lượng Nga tấn công bất thành ở khu vực gần Ivaniske và tỉnh Andivska. Trong khi đó, phía Ukraine tiếp tục tấn công ở phía nam Bakhmut, gây thiệt hại cả về nhân lực và trang thiết bị cho Nga. Ở Adivska, quân đội Nga với sự hỗ trợ của không quân đang tìm cách bao vây thành phố này. Ukraine thừa nhận tình hình ở Adivska rất khó khăn, sau khẳng định vẫn giữ vững phòng thủ. Ở Mariska, Ukraine đẩy lùi 11 cuộc tấn công của Nga. Tại mặt trận Zaporizhia, miền nam Ukraine, Nga đang tìm cách giành lại vị trí đã mất ở khu vực Robotin và Verbov, nhưng không thành. Trong khi đó, lực lượng Ukraine tiếp tục tiến công ở mặt trận Melitopol nhằm bao mòn binh lực của Nga trên toàn tuyến. Ở Kherson, quân đội Ukraine tiếp tục kiểm soát các vị trí đã giành lại ở bờ đông sông Dnipro. Sau nhiều tháng nỗ lực vượt sông và đột kích, mới đây binh sĩ Ukraine đã đổ bộ thành công lên bờ đông sông Dnipro, nơi Nga đang kiểm soát. Nếu tiến công thuận lợi, Ukraine có thể mở đường đến bán đảo Crimea. Tuy nhiên, mục tiêu này không hề dễ dàng. Theo cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Anh, Nga đã bắt đầu triển khai sư đoàn dù cận vệ 104 mới thành lập tại Khắc Sơn. Mức độ huấn luyện của các thành viên sư đoàn 104 dường như chưa đủ và thấp hơn tiêu chuẩn dành cho lực lượng dù được coi là tinh nghệ của Nga. Tướng Mikhail Teblensky, người được bổ nhiệm làm chỉ huy nhóm Nhipro từ tháng 10, có thể sẽ là chỉ huy sư đoàn. Ở mặt trận Kherson ở miền Nam, Adipska ở miền Đông có thể coi là những điểm nóng nhất hiện nay trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Giới phân tích quân sự nhận định xung đột sẽ kéo dài đến năm sau, thậm chí vài năm nữa. Trả lời phỏng vấn trên truyền thông đầu tuần này, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nói rằng không có triển vọng ngừng bắn ở Ukraine trong năm 2024, bất chấp có thông tin rằng Mỹ có thể thúc đẩy Kiev ngồi vào bàn đàm phán với Moscow. Ông Ryakov lý giải điều này là do Kiev và phương Tây đã đưa ra quan điểm hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Moscow khi coi công thức hòa bình của Ukraine là cơ sở đàm phán. Theo công thức này, Ukraine đề nghị Nga phải rút hết quân, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường chiến tranh. Hàng trăm xe bọc thép ngã gục ở Adivska, lực lượng Nga đổi chiến thuật, Ukraine phải dè chừng. Theo tạp chí Forbes của Mỹ, trước tình hình mất nhiều khí tài quân sự, Nga đã điều động thêm nhiều bộ binh vào khu vực Adivska. Forbes đưa tin sau khi mất hàng trăm xe bọc thép trong các cuộc tấn công trực tiếp vào các vị trí của Ukraine ở Adivska, Nga đã chuyển sang tấn công bằng bộ binh. Tình hình ở điểm nóng Adivska Lực lượng không quân Nga đang thả thêm bom chùm xuống Adivska và cũng tung thêm nhiều bom hạng nặng hơn. Forbes đánh giá lực lượng Nga có lẽ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ khí tài của mình. Nga lần đầu tiên tấn công Adivka vào giữa tháng 10 năm 2023, ngay khi cuộc phản công của Ukraine ở Zaporizhia và Donetsk đang chậm lại. Mục tiêu của Điện Kremlin rất rõ ràng, chiếm giữ một thành trì của Ukraine nằm cách thành phố Donetsk chỉ vài dặm. Trong nhiều ngày qua, các lữ đoàn từ Tập đoàn Quân Vũ trang Tổng hợp số 2 và các tập đoàn quân dạ chiến khác của Nga đã phát động các cuộc tấn công quy mô lớn và nhỏ vào Adivska, bị lực lượng Ukraine đẩy lùi bằng mìn, pháo binh và máy bay không người lái. Các lữ đoàn Nga nhanh chóng chuyển hướng tấn công sang hai bên sườn của Adiska. Để đáp trả các cuộc tấn công này, bộ tham mưu Ukraine đã triển khai lữ đoàn cơ giới 47 tới sườn phía bắc Adiska, lữ đoàn cơ giới 53 ở sườn phía nam và chỉ đạo ít nhất hai lữ đoàn pháo binh khác hỗ trợ cho hai đơn vị trên. Địa hình quanh Adiska chủ yếu là những cánh đồng bằng phẳng được bao quanh bởi những hàng cây và đường sắt, không có nhiều điểm che chắn cho khu vực. Để đạt được điểm bắt đầu cho một cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine, quân Nga phải vượt qua hàng rào máy bay không người lái và pháo binh dày đặc của Ukraine. Tổn thất đáng kinh ngạc, Moscow triển khai bộ binh. Fox nhận xét tổn thất của khí tài của lực lượng Nga thì rất đáng kinh ngạc. Bộ Quốc phòng Anh đưa tin hôm 4 tháng 11, trong 3 tuần qua, Nga có thể đã mất khoảng 200 xe bọc thép trong các cuộc tấn công vào thị trấn Adiska của Donbass. Trong khi đó, tổn thất về phương tiện của Ukraine được cho là chỉ ở mức số 2 con số. Bộ này cho biết thêm, những tổn thất đáng kinh ngạc của Nga có thể là do sự kết hợp hiệu quả của vũ khí chống thiết giáp hiện đại của Ukraine, mìn, đạn được thả từ máy bay không người lái và hệ thống pháo binh chính xác. Fox đánh giá cả hai bên trong trận chiến ở Adivska đều bắn đạn trùm vào đối phương. Tuy nhiên, loại đạn này có tác dụng tốt nhất khi chống lại một lực lượng không có nơi che chắn. Và trong trường hợp này, ở khu vực Adivska, lực lượng dễ bị lộ diện là Nga. Ngay cả với cả kho dự trữ khổng lồ về khí tài, Forbes đánh giá Nga cũng không đủ khả năng đạt được mục tiêu nếu tiếp tục mất những phương tiện này với tốc độ hàng trăm chiếc mỗi tuần trên khắp Ukraine. Do đó, lực lượng Nga bắt đầu giữ lại các phương tiện còn sống sót của họ và thay vào đó gửi bộ binh ra chiến trường. Quyết tâm của Moscow Nhóm phân tích của Ukraine lưu ý, trái ngược với tháng đầu tiên xảy ra các cuộc tấn công, lực lượng Nga đang sử dụng ít phương tiện, trong khi đó có sự gia tăng đáng chú ý trong việc sử dụng các nhóm chiến thuật nhỏ liên tục di chuyển trong cùng một khu vực, bất chấp những tổn thất trước đó tại khu vực này. Một nhà quan sát người Nga cho biết, lực lượng của chúng tôi đã tiến về phía nhà máy than cốc ở phía bắc Adiska, dàn binh thêm hàng trăm mét trước hỏa lực của Ukraine. Ngoài ra, các nhóm tấn công xung kích cũng tiến từ phía bên phải của ngôi làng Stepovo ở phía bắc. Chúng tôi đã hạ gục được Ukraine bằng hai lần đổ bộ. Chúng tôi đã tiến thêm tới vài trăm mét ở đây bằng nỗ lực đáng kể. Tờ tạp chí Mỹ đánh giá chính việc sẵn sàng hy sinh đã chứng tỏ quyết tâm của Nga trong trận chiến Adivska. Hành động này có nhiều điểm tương đồng với cuộc tấn công của Moscow ở Bakhmut vào năm ngoái. Tại Bakhmut, lực lượng Nga cũng mất nhiều binh sĩ, nhưng họ cuối cùng vẫn kiên trì và có nhiều tiến triển ở thành phố này. Ukraine nói tấn công làm 5 quan chức thân Nga ở Kherson không qua khỏi. Ukraine nói đã thực hiện vụ tấn công vào một cuộc họp ở khu vực Kherson làm 5 quân nhân Moscow không qua khỏi. Nga chưa bình luận về thông tin này. Trung tâm Kháng chiến quốc gia Ukraine ngày 30 tháng 11 thông báo, Kiev ngày 28 tháng 11 đã tập kích vào một cuộc họp của các quan chức thân Nga ở vùng Kherson làm 5 người không qua khỏi. Trung tâm Kháng chiến quốc gia là đơn vị trực thuộc lực lượng đặc nhiệm của quân đội Ukraine. Nó được thành lập sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng từ tháng 2 năm ngoái. Theo trung tâm trên, vụ tấn công được thực hiện với sự trợ giúp của các du kích Ukraine sống ở Vuleni, một ngôi làng ở phía đông nam Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Trung tâm Kháng chiến quốc gia cho biết Ukraine đã tấn công một tòa nhà nơi các quan chức thân Nga đang tổ chức một cuộc họp. Nhờ thông tin được cung cấp bởi những người dân địa phương, Ukraine đã tấn công tòa nhà nơi tổ chức cuộc họp của các nhân vật thân Nga tại Suvilene, vùng Kherson. Kết quả là 5 quan chức cấp cao đã không qua khỏi, thông cáo viết. Nga chưa bình luận về thông tin này. Trước đó, kênh Telegram tiếng Nga Astra đưa tin về một cuộc tấn công dường như đã diễn ra nhằm vào tòa nhà 2 tầng ở Suvilene hôm 28 tháng 11, khiến 4 quan chức cảnh sát không qua khỏi. Theo Astra, 17 nhân viên làm việc trong tòa nhà cũng bị thương trong vụ tấn công và ít nhất 5 phương tiện công vụ bị hư hỏng. Astra nói rằng ông Aster Distunovos, phó cảnh sát trưởng khu vực có thể đã không qua khỏi. Ngoài ra, kênh Telegram này cũng nhắc về một số cái tên như là thiếu tá cảnh sát Vladimir Novikov, trung úy cảnh sát cấp cao Menshen Nigirov và đại úy cảnh sát Sergei Novikov dường như nằm trong danh sách nạn nhân. Thông tin này chưa thể được xác minh. Các du kích Ukraine đã thực hiện một số cuộc tấn công nhằm vào các nhân vật thân Nga kể từ khi chiến sự bùng phát. Tại các thành phố do lực lượng Nga kiểm soát, bên cạnh những đợt phản công từ bên ngoài, lực lượng tình báo cùng đặc nhiệm Ukraine cũng nỗ lực triển khai và hỗ trợ các hoạt động phản kháng từ bên trong. Nhiều vụ tấn công bằng xe chứa bom đã được Ukraine tiến hành nhằm vào các mục tiêu quân sự cùng một số quan chức thân Nga tại Kherson, Donetsk và Melitopol. Các du kích được huấn luyện đặc biệt cũng tổ chức phục kích những nhóm binh sĩ Nga nhỏ của Nga tại các ca khu vực được Moscow kiểm soát. Hồi tháng 3, ông Mikhail Podolyak, một cố vấn thuộc Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết chiến thuật nội công ngoại kích của Ukraine đang làm các lực lượng thân Nga tại nước này mất ăn mất ngủ do thường xuyên phải đề cao cảnh giác. Trước đó, Tổ chức Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ từng nhận định chiến thuật tác chiến du kích của Ukraine đã gây thiệt hại cho lực lượng Nga và những quan chức thân Moscow tại các vùng lãnh thổ Nga giành quyền kiểm soát từ Kiev từ ngày 24 tháng 2 tới nay. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, các cuộc tấn công du kích của Ukraine đã buộc Điện Kremlin phải luân chuyển nguồn lực khỏi các khu vực tiền tuyến để giúp đảm bảo an ninh cho các khu vực hậu phương. Điều này có thể làm suy giảm khả năng phòng thủ của Nga trước các đợt tập kích của Ukraine cũng như hoạt động tấn công của chính Moscow. Nga tung đòn chiến thuật bảo vệ hạm đội tàu chiến ở Crimea Hải quân Nga đã sử dụng chiến thuật gây nhiễu để bảo vệ hạm đội Biển Đen ở Crimea sau các cuộc tấn công của Ukraine. Giới quan sát nhận định, Nga đã bắt đầu gây nhiễu GPS, hệ thống định vị toàn cầu ở bán đảo Crimea để bảo vệ các cơ sở chiến lược quan trọng của nước này khỏi các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine. Theo Nava News, kể từ đầu tháng 11, một số tàu ở cảng Sevastopol đã báo cáo, vị trí là sân bay quốc tế Sevastopol, cách vị trí thực tế của các tàu này khoảng 8 km về phía bắc. Các tàu truyền vị trí thông qua AIS, hệ thống nhận dạng tự động. AIS là hệ thống trong vận tải nhằm xác định tàu, kích thước, hành trình của chúng và được sử dụng bởi các dịch vụ dân sự di động và cố định. Các nhà phân tích của Nava News tin rằng có thể các tàu báo cáo vị trí không chính xác do cố ý hoặc do một loạt các vấn đề kỹ thuật nhưng cách tiếp cận có hệ thống này cho thấy còn điều gì đó phía sau động thái của nga vị trí sai lệch của các tàu tập trung xung quanh sân bay quốc tế sevastopol điều này có thể cho thấy nguồn gây nhiễu nằm ở khu vực này nga cũng được cho là sử dụng phương pháp gây nhiễu gps để bảo vệ các cơ sở quan trọng như nơi ở của tổng thống vladimir putin báo cáo cho biết sau khi máy bay không người lái của Ukraine bắt đầu tấn công Moscow, một hệ thống gây nhiễu GPS cũng đã được triển khai ở đó. Các tàu cũng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử mạnh để bảo vệ các cuộc duyệt binh ngay hải quân Nga ở Saint Petersburg. Việc vô hiệu hóa vệ tinh có ý nghĩa quân sự nhất định. Ukraine chắc chắn sử dụng chúng như một trong nhiều công cụ để giám sát hoạt động của các cảng Nga và lên kế hoạch tấn công. Trước đó có thông tin cho rằng Nga đã tăng cường đáng kể các biện pháp an ninh vào mùa hè nhằm bảo vệ hạm đội biển đen ở Sevastopol, nhưng không chặn được cuộc tấn công của tên lửa Storm Shadow hồi tháng 9. Newsweek ước tính kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự vào Ukraine từ tháng 2 năm ngoái, thống kê đã ghi nhận 17 tàu của hạm đội Biển Đen bị tấn công, bao gồm xoáy hạm Moskva và tàu hộ vệ Askol mới. Những hình ảnh chụp vệ tinh vào ngày 1 tháng 10 và ngày 2 tháng 10 được một số blogger quân sự Nga chia sẻ cho thấy, các tàu thuộc hạm đội Biển Đen của Nga dường như đã di chuyển khỏi cảng ở Crimea để đến các cảng khác của Nga nhằm tránh nguy cơ bị Ukraine tập kích. Theo ảnh vệ tinh, một số tàu lớn nhất của hạm đội biển đen Nga neo tại quận cảng gần Novorossiysk ở vùng Krasnokrasy, miền nam nước này, trong khi đó các tàu nhỏ hơn neo tại cảng Fedorovsia ở bán đảo Crimea. Các tàu này gồm hai tàu hộ vệ tên lửa đô đốc Esten, đô Makarov, ba tàu ngầm, năm tàu đổ bộ cỡ lớn, một số tàu tên lửa cỡ nhỏ, các tàu dò mìn. Những tàu này vốn đồn trú ở các cảng Sevastopol ở Crimea, nhưng hiện giờ đã tỏa ra hai cảng ở Novorossiysk và Feodosia. Bộ Quốc phòng Anh hôm 25 tháng 11 cho biết khả năng hạm đội Biển Đen sử dụng căn cứ Novorossiysk để nạp lại tên lửa hành trình cho các tàu có thể sẽ trở thành một yếu tố quan trọng trong hiệu quả hoạt động của hạm đội. Bộ Quốc phòng Anh nói rằng việc một số hoạt động của hạm đội Biển Đen phải chuyển đến cảng Novorossiysk một phần nhằm hạn chế mối đe dọa tấn công từ Ukraine, mặt khác cũng nhằm thu hẹp khoảng cách phối hợp của các lực lượng không quân và hải quân của họ. Tổng thư ký NATO F-16 không phải là viên đạn bạc của Ukraine. Tổng thư ký NATO nói tiêm kích F-16 sẽ cải thiện năng lực phòng thủ của Ukraine, nhưng không phải là vũ khí thay đổi cục diện chiến sự. Điều quan trọng là tiêm kích F-16 sẽ làm nên sự khác biệt. Chúng sẽ củng cố năng lực phòng không của Ukraine, đồng thời giúp họ tăng cường khả năng gây tổn thất với lực lượng Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo tại Bruxelles, Bỉ hôm 29 tháng 11. Tổng thư ký NATO không đưa ra thời hạn, chuyển giao chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine và hy vọng điều này diễn ra sớm nhất có thể. Tuy nhiên, ông Stoltenberg cũng nhấn mạnh rằng không loại vũ khí đơn lẻ nào có khả năng thay đổi hoàn toàn cục diện chiến sự. Tôi hoan nghênh nỗ lực cung cấp xe tăng hiện đại, pháo phản lực HIMARS, tên lửa hành trình, các hệ thống phòng không và tiêm kích F-16, nhưng không có loại vũ khí nào được coi là viên đạn bạc. Vấn đề là nhiều hệ thống phải cùng phối hợp với nhau để đẩy lùi quân đội Nga. Chúng ta cần chuẩn bị cho chiến sự kéo dài và khó khăn, ông nói. Viên đạn bạc là cụm từ chỉ cách giải quyết nhanh chóng và dễ dàng một vấn đề phức tạp. Sau nhiều do dự, Mỹ từ hồi tháng 5 ủng hộ các quốc gia châu Âu viện trợ cho Kiev tiêm kích F-16. Đan Mạch và Hà Lan đang dẫn đầu nỗ lực đào tạo phi công F-16 cho Ukraine. Đan Mạch đã cam kết chuyển F-16 cho Ukraine. Lô đầu gồm 6 chiếc được bàn giao trong năm nay, 8 chiếc tiếp theo vào năm 2024 và 5 chiếc vào năm 2025. Giới chức Bỉ hồi tháng 10 cho biết nước này sẽ chuyển F-16 cho Ukraine, song không nêu số lượng cụ thể và nhận định tốc độ sẽ phụ thuộc vào quá trình Bruxelles thay thế mẫu máy bay này bằng tiêm kích tàng hình F-35. Giới chức Ukraine cho rằng tiêm kích F-16 sẽ tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, hỗ trợ họ trong chiến dịch phản công nhằm đẩy lùi lực lượng Nga. Tuy nhiên, nhiều quan chức Mỹ nhận định F-16 sẽ ít hữu ích cho Ukraine trong chiến dịch phản công hiện tại và không thay đổi cục diện chiến sự cho những thách thức từ các tổ hợp phòng không mà Nga đã triển khai. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 1 tháng 11 cho biết phòng không nước này trong tháng 10 đã hạ 37 máy bay của Ukraine. Ông Shoigu nhận định con số này gần gấp đôi số lượng F-16 mà phương Tây đã cam kết chuyển cho Ukraine tuyên bố Nga có thể vô hiệu hóa toàn bộ số tiêm kích này trong vòng 20 ngày nếu duy trì tỷ lệ bắn hạ hiện tại. Trực thăng không người lái Nga phóng rocket từ khoảng cách 6 km Nga đang đẩy nhanh quá trình sản xuất hàng loạt trực thăng không người lái Temis có khả năng phóng rocket dẫn đường có tầm bắn 6 km. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 28 tháng 11 thăm dây chuyền sản xuất trực thăng không người lái MDP-01 Temid con mối tại nhà máy thuộc tập đoàn sản phẩm khoa học Stella ở khu công nghiệp Rudnevo ngoại ô thủ đô Moscow. Ông Medvedev nói rằng chiến sự Ukraine cho thấy nhu cầu rất cao với các hệ thống không người lái và các máy bay không người lái UAV giá rẻ đang được sử dụng ngày càng rộng rãi ở cấp độ chiến thuật. Nhiệm vụ thiết lập dây chuyền sản xuất hàng loạt trong thời gian ngắn nhất đang diễn ra tại đây và nhiều nơi khác, ông cho hay. Termit được phát triển từ biến thể dân sự Smart Heli 350, có tốc độ tối đa 150 km h tốc độ hành trình 90 km h trần bay là 3.500 m, khối lượng cất cánh tối đa 450 kg và thời gian hoạt động khoảng 6 tiếng. Vũ khí chính của Termit là rocket S8L, được lắp đầu dò laser bán chủ động, có tầm bán 6 km và mang đầu đạn nổ mảnh. Mỗi quả đạn có thể được dẫn đường bằng hệ thống chỉ thị của trực thăng Termit hoặc các tổ hợp chiếu xạ laser khác trên chiến trường. Trực thăng được trang bị cụm cảm biến quang điện tử và hồng ngoại đa phủ kèm bộ đo xa và chỉ thị mục tiêu bằng laser. Quá trình sản xuất trực thăng không người lái Termit được khởi động sau khi Bộ Quốc phòng Nga ký hợp đồng với tập đoàn Stella hồi năm 2021. Giới chức Nga không công bố số lượng trực thăng được đặt hàng và liệu chúng đã được thử lửa tại Ukraine hay chưa, nhưng nhấn mạnh tiến độ sản xuất đang được đẩy nhanh.